tá Phạm Thành Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa đến thăm chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự Quyền Thoại Sơn. Đại tá Phạm Thành Nghĩa chúc cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quyền Thoại Sơn đón xuân mới vui tươi đầm ấm, đồng thời yêu cầu đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý tốt các tình huống không để bị động bất ngờ, giữ vững tình hình an ninh trong dịp Tết, bảo đảm cho nhân dân trên địa bàn vui xuân đón Tết an toàn. Cùng ngày, Ban Chỉ quy quân sự quyện tổ chức buổi trao 17 phần quà cho Ban Chỉ quy quân sự các xã thị trấn dư xuân đón Tết nhâm dận 2022, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng và 2 triệu đồng tiền mặt.